Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, chị Dương Thị Lan gửi đơn thư đến chương trình hộp thư truyền hình trình bày vụ việc con trai của chị là Dương Quang Lộc bị công an xã Bầu Chinh đưa về trụ sở làm việc và yêu cầu nhận lỗi vi phạm trộm cắp tài sản, mà lỗi này con trai chị không vi phạm. Phóng viên chương trình đã đi tìm hiểu thực tế vụ việc. Trong đơn thư gửi về đài, chị Dương Thị Lan trình bày. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7, chị có nhờ con trai chị là Dương Quang Lộc, 16 tuổi, đi mua giày cướp. Khi đi, cháu Lộc điều khiển xe 50 phân khối. Do không được mũ bảo hiểm nên trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường, cháu Lộc bị công an viên của thôn yêu cầu dừng xe và đặt nghi vấn về việc trộm cắp tài sản. Sau đó, cháu Lộc được đưa về trụ sở công an xã để tiếp tục tra hỏi. Khoảng 15 giờ cùng ngày, công an viên thôn đến nhà chị hỏi thông tin về năm sinh của cháu Lộc, nhưng không thông báo việc cháu Lộc bị đưa về trụ sở công an. Đến 18 giờ, chị được gọi ra trụ sở công an xã làm việc và thông báo cháu Lộc trộm đồ. Chị Lan hỏi cháu Lộc và cháu cho biết do sợ quá nên thừa nhận là đang tìm nhà trộm, chứ không có hành vi trộm. Trao đổi về vụ việc, Thượng úy Võ Đông Thiên, công an xã Bầu Chinh cho biết các thông tin chị Lan cung cấp không chính xác. Theo đó, trưa ngày 31 tháng 7 năm 2022, lực lượng công an viên thôn Tân Bình trong quá trình tuần tra phát hiện Dương Văn Lộc không đội mũ bảo hiểm, đang điều khiển xe máy có biểu hiện nghi ngờ nên yêu cầu dừng xe. Trong quá trình hỏi thông tin, cháu Lộc có khai nhận là đang tìm nhà dân có sơ hở để trộm tài sản. Nội dung này công an viên của thôn có ghi âm lại. Sau đó, công an viên thôn mời Lộc về trụ sở làm việc. Tại đây, biết Lộc mới 16 tuổi, nên lúc 15 giờ, công an xã đã mời người giám hộ là mẹ cháu Lộc, chị Dương Thị Lan và chị ruột của cháu Lộc là Dương Thị Bích Nguyên đến trụ sở công an xã làm việc. Tại buổi làm việc này, Lộc đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản trước đó cùng với hai đối tượng khác. Tuy nhiên, Lộc không miêu tả được đặc điểm nhận dạng, nhân thân, lai lịch của hai đối tượng này. Vì vậy, công an xã đã cho chị Lan và chị gái của Lộc bảo lãnh Lộc về nhà. Ngày 1 tháng 8 năm 2022, công an xã Bầu Chinh tiếp tục làm việc với Dương Quang Lộc cùng với hai người giám hộ là chị Dương Thị Lan và chị ruột Dương Thị Bích Nguyên. Tại buổi làm việc này, Lộc đã thừa nhận vào khoảng 10 ngày trước có cùng với 3 người sống ở xã Kim Long điều khiển xe mô tô thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau nhiều lần làm việc với Dương Quang Lộc, công an xã Bầu Chinh nhận thấy lời khai của Lộc có nhiều nghi vấn, chưa thể căn cứ vào lời khai để xử lý hành vi trộm cắp tài sản. Công an xã đã cho mẹ con Lộc ra về để tiếp tục xác minh lời khai. Theo Thượng úy Võ Đông Thiên, công an xã Bầu Chinh cho biết, trong những lần làm việc với Dương Quang Lộc đều có người giám hộ là mẹ và chị ruột của Lộc. Trong biên bản cũng thể hiện ý kiến của Lộc là tình trạng sức khỏe bình thường, đủ minh mẫn tỉnh táo, không có thương tật, thương tích. Người giám hộ cho Lộc tham gia các buổi làm việc cùng ký tên vào các biên bản lấy lời khai.